Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng anh em. Hôm nay là ngày 22 gì anh trai? Bữa nay ngày 24 tây tháng 10 anh em ơi. Trời ơi, biết em không có, em có nhớ ngày tháng gì chưa á. Rồi hôm gầy cũng vắng anh em, mấy ngày nay em không có quay mấy dầu. Thì bữa nay em lên em đăng một ít mấy dầu mà giá là giá xả hàng anh em, như cô chú, có cô chú nào mà đang có nhu cầu mà sử dụng mà mua máy dầu để mà để ruộng để đồng bơm nước ha, mà xa nhà sợ mua máy tốt bỏ sợ nó bị bay hơi, thì cái này giờ anh em cũng như cô chú mình tham khảo nha. Còn hàng bãi thì chắc cỡ khoảng 3-4 ngày nữa là em có về mấy chục cái cô chú, nhưng mà giá nó cao. Thì này em quay cái máy này với máy kia, cô chú có dọn cái cô chú tùy theo cái điều kiện kinh tế của mình nha, như công việc phù hợp mà cô chú lựa chọn cái máy này hay là máy kia. Cái máy kia em có lấy về được mấy chục rồi, chắc tầm có khoảng 2-3 ngày nó về tới, nhưng mà giá thành ví dụ như 90 này là giờ nặng đô rồi nè. Rồi bây giờ con đầu tiên của ngày hôm nay là cái Yanma NS90 cô chú. Máy này cô chú nhớ lưu ý là đã sử dụng ở Việt Nam rồi ha, mà giá xa hàng. Bữa nay bị nó còn có số lượng leo nghe, có dài em nè, chống phọc hết trơn rồi, dưới hôm gầy em không có quay, cái miệng nó bị mẻ vậy nè cô chú, miệng nó bị mẻ nè. Còn nút nước này thì bên em có về nha cô chú, nút nước này thì bên em sẽ tặng cô chú mình. Kết nước thì nó gì đây đó, cái nước nó chạy dày vậy đó. Còn ngoại hình thì vậy nè cô chú, ống này người ta đã gắn rồi, mà cô chú nhớ lưu ý máy này đã qua sử dụng ở Việt Nam rồi cô chú, đã qua sử dụng ở Việt Nam. Cái này là thích hợp cho mình bơm nước mình để đồng là ok thôi, nó ngon hơn cái máy D6 mình là ở chỗ là nó thao dầu với cái đầu bền đó, nó cũng cao hơn cái máy Trung Quốc nữa cô chú ơi. Còn số CD của máy này thì em nhìn em không thấy, giờ già cả lớn tuổi nhìn không thấy đường cô chú ơi, cái nào gán nhìn thì mình gán mình nhướng đáng nhìn kìa. Đó khuôn mặt thân quen cô chú xuất hiện rồi nè, nhìn mặt gian gian thôi cô chú. Sau bao nhiêu ngày anh ấy đã trở lại mà không biết có lợi hại hơn xưa không thì em không biết nha. Rồi giờ anh nhờ được test hàng cho cô chú mình nha, cái bô đi gì nè cô chú. Được, con cái này nó hơn những cái máy D6 là nó chạy gió. Cơm quá mà cái bô nó cũng lắc, mà cái bô ấy nó cũng lắc, giống như có cô chú nào nó lên xe chạy cái gì nó cũng chiêu hết trơn, mà có ai kẹt nó không kêu quá à. Còn này nó kêu đều hết trơn rồi, không khói nó lắc quay lỏng. Đây còn ngon quá, này bơm nước cô chú, nếu mà xài đầu bò thì cái này 2 tấc 6 3 tấc là vừa đó cô chú, 2 tấc 6 3 tấc đó là 61 cái, nhưng bơm giờ chút nữa xe còn ngon cơ. Nó khoảng 4-5 ngày nữa là có hàng bãi về cô chú, nhưng mà giá rất là cứng, nói chung là rất là cứng, 90 là từ 7 triệu mấy á. Rồi ok anh trai, cái này theo như em nhận xét là thấy nó còn chạy khá là tốt cô chú, khá là tốt so với máy D6 thì chạy ngon hơn nhiều. Thứ nhất là nó mạnh hơn, với thứ hai là nó chạy gió nên cô chú đỡ có thời gian mà mình canh nước ha. Rồi em cũng xin báo giá cô chú luôn, cái con máy đầu tiên của ngày hôm nay này em tính cô chú 4.6 bao ship, còn cô chú mà tự vận chuyển tự chuyên chở thì em trừ lại 500 cô chú, em trừ lại 500 là nó còn 4.1, là con khai vị đầu tiên bữa nay ha.
Rồi tiếp tục con bên đây là cái máy gì đây? Này bánh chớ nhỏ hơn, chắc cái này 80 quá. 80 đó nhìn. Cái này nếu mà bánh chớ cái áo gì là hết hết vô, hết hết 80 nè. Còn số xe ghi thì nó đuôi then luôn, là nó đen thù lùi luôn. Em nhìn không thấy gì hết. Nhìn ơi, kiếu, 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 nhìn ơi. Còn cái này thì cái dấu trấn này em nghĩ là tráng bánh trấn này người ta mở rồi nè. Kiếu, kiếu, kiếu. Máy này thì nó không có tamboli cô chú, không có tamboli. Để nước anh. Nè, 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 con lấy này nè. Ừ, vậy nó nói ghê đó. Vài ngày nữa chắc cỡ khoảng tầm 4-5 ngày là nếu hàng quá quay lại là chắc em không có đi Bình Dương có bán nước tương rồi cô chú ơi. Mình trở lại nghề cũ là mình bán máy dầu rồi chứ mình không có, chứ tình hình này mà kéo dài chắc là đi Bình Dương bán nước tương, bán con bóng luôn. Mà giá cứng quá, con không biết sao đây, không biết nữa. Lấy thì lấy được, nhưng mà sợ không biết giá cô chú có chấp nhận được không nè. 1128 65 35 35 cô chú, 1128 35. Cô chú nhìn rõ em ha. Cô chú nhớ lưu ý lại giùm em ha, là máy đã qua sử dụng ở Việt Nam cô chú. Nên giá thành nó rất là rẻ so với máy bãi. Còn ngoại hình thì nói gì đây, máy này là máy chạy gió á. Còn liên lạc luôn, em thấy bô lửa còn bô e còn, em thấy ăn tiền rồi nè. Nước nước thì bị cắt cái gì, cắt cái răng này. Cái này em nghĩ chắc người ta trồng cái gì vô đây nè. Con số khách hàng là em thấy có người chùm chai nước suối vô đây lấy cổ dây xước lại đổ nước lên. Người Việt Nam mình rất là nhiều cách để mà làm cho nước nó lên cao mà khỏi đỡ tốn tiền. Còn nếu cô chú tiện hoặc đem đi hạng này cũng tốn tiện khúc nè. Còn có người em thấy tận dụng nè, xiết này lại đỡ cổ cao lên. Còn này bong bóng nhớt zin em thấy còn nè, bộ khóa dầu còn nhưng mà tay khóa dầu gãy. Cái này được có ly dầu bằng nhôm ngủ tay. Cái này thì cái mỏ nó không có bị bể nghe chú. Quên nữa, cái máy đó cái mỏ nó mẻ, để hồi em qua em xin báo giá lại cô chú nha, em trừ tiền cái vụ cái bể cái môi nữa chứ. Nó không ngôi xa nữa rồi, trời ơi. Quên, em trở về cái máy cũ này cô chú, là cái Tết 90 này nè. Hồi nãy em bán cô chú là 4.7 của 4.6 mà bị cái môi này nó mẻ cái nó cô chú ơi. Giờ em tính cô chú là em xả hàng cho cô chú mình luôn, em bị mẻ cái môi, em trừ thêm là 150.000 nữa là 4.450 cô chú. Còn cô chú mua tại chỗ là 3.950, bị nó mẻ môi nè cô chú nhớ lưu ý nha. Bị sức môi bị cắn hụt một cái lỗ. Rồi nhờ em test hàng cho cô chú mình đây. Cô chú nào mà có đang coi video bữa nay, nhờ cô chú đón xem cho mấy hàng bữa nay bị em xả máy này. Chút bắp em ăn. Cá đèn kêu của luôn. Cái nét cái gì rồi? Đừng hửi khói. Em bé. Rồi nó dính mét rồi coi. Em nẹt ngồi đưa hết rồi. Anh không ra là. Nó kêu cái này là có kêu cá đẹp. Nẹt chút nó đỡ nè.
Rồi em cũng xin báo giá cô chú mình luôn ha. Cây ớt 80 này bị thợ em thừa nói là bị dính bét cô chú. Cái này em bán cho cô chú, tặng kèm cho cô chú mình có bét luôn, bị nhà em có bán phụ tùng. Em tính cô chú là 4.3 em bao ship hen, tặng kèm một cái bét. Còn cô chú nào tự vận chuyển thì em trừ lại 400. Là còn 3.9 cô chú. Còn giá mấy này mấy 7 mà bây giờ mấy chưa dọn là chèm chèm 6 triệu cô chú. Chèm 6 triệu đó. Giờ giá nó cứng vậy đó. Chèm 6 triệu là em bao ship về cô chú tự dọn á. Còn nếu dọn là giá nó khác nữa. Vì giá bữa nay em có nắm được một số rồi, người ta gửi về một nguyên một cái sớ rồi. Rồi cô chú nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Cái máy này em tính cô chú là 4.3 triệu. Là em bao ship tặng kèm cô chú một cái bét. Rồi cô chú nào làm được một trong hai máy này thì alo giùm em nha. Cái này thích hợp cô chú để đồng bơm nước là bá cháy luôn. Còn đầu bò bơm nước cái này là 24-28 là rất vừa cô chú nếu mình chạy đề ghét. Còn cô chú qua hộp nhông là nó 34-38. Qua hộp nhông sên đó. Rồi cảm ơn anh Thường nha. Cảm ơn con trai đẹp nha.